với channel của Đại Gaming. Đấy, theo mình và một số anh em comment trên kênh của mình là hãy làm một video về nhân vật Inosuke Kunai. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm video em đó ở trong season 18 đấy anh em, với đồ sẽ là Mappin. Đấy, thì đồ Mappin là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem sơ qua về vật phẩm em sẽ bán theo trong cái video ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là một set Apollo 1400 với sức mạnh yêu cầu là 304 và nhanh nhẹn yêu cầu là 871 điểm. Và ở đây mình cũng đã up pin cho em đó. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một vũ khí là vũ khí Brilliant Blade, cái kiểm nhé, yêu cầu level để mang được là 1300 cũng như là sức mạnh sẽ là 444 điểm. Em lưu ý chỗ điểm sức mạnh này nha, vì khi mà chúng ta tăng bảng C thì chúng ta chỉ tăng 444 điểm để đủ mang vũ khí về nha mà. Và nhanh nhẹn của nó yêu cầu sẽ là 1291 điểm. Và vì là season 18.2 nên mình cũng đã chuẩn bị cho em nó một cặp earring là Binding Earring với level yêu cầu là 1450 cộng 15 nhanh nhé. Và một cái nguyên thì nguyên chỉ là xuyên giáp 3% và đẹp thì mình sẽ là cộng 13. Kèm theo đó mình sẽ sử dụng cho em nó một con UR thú cười nhé, một con thú cười mắc pin cộng 15 3 option khá là ngon. Đây là những gì mà tốt nhất mình được dành cho em nó hết rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với bài trên đầu tiên để xem sức mạnh của em nó. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với bài đầu tiên là định là map Cantru nha nhé, map Cantru mới. Và mình sẽ sử dụng skill là skill Bladestorm. Đấy, Bladestorm này chỉ là skill mở rộng, mình đã tăng master level 800 rồi anh em ạ. Và chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về bảng C trước khi đến với đám của em đó ở map này anh em. Thì bảng C của mình thì rất là đơn giản đối với nhân vật Illusion Knight đi PVM. Chủ yếu chúng ta sẽ tăng vào 444 điểm để đủ mang vũ khí. Còn lại bao nhiêu điểm chúng ta sẽ dồn hết vào Agi nha anh em. Chúng ta sẽ dồn hết mọi thứ vào Agi. Thì anh em càng tăng nhiều Agi thì attack power của anh em sẽ càng tăng và lượng đam của anh em sẽ cũng sẽ càng lớn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn qua một chút về đam của em đó ở map Cantru Remake, Cantru Underground nha anh em. Nhìn sơ qua thì lượng đam có vẻ không cao nhưng mà khá là dày nha mà, lượng đam rất là dày anh em có thể nhìn thấy này. Vì là skill AOE nên lượng đam của em nó khi đi PVM là cực kỳ đỉnh chóp luôn anh em. Dù rằng là skill của Storm là rank 6 anh em, nhưng mà khi mà có mục tiêu ở trong vòng rank 6 còn ngoài rank 6 nó vẫn dính skill anh em để ý cả 975k đam anh em ạ. Mình vừa nhìn thấy góc cây này anh em có thể tua chậm lại một chút có thể thấy được. Nếu như mà có EE book thì có thể lên được 1000 đấy nhé. Mình đang đi solo một mình anh em ạ. Như thế này là quá ổn. Đam tầm là 4 triệu 3 anh em này trên 1 giây anh em này, quá là khủng khiếp. Vì quả chết nhanh quá nên khả năng đam triple của nó em ấy khi xuất hiện. Ui ơi. Quạt đổ hết cả màn hình luôn anh em. Đam dày của anh em rất khó nhìn đúng không anh em. Rồi chúng ta cùng chiếm ngửa một chút về đam của em ở map này nhé. Map tiếp theo đó chính là Init Volcano. Ui cảm giác. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với map Ignis. Anh em nhìn lượng đam nhảy kìa, cảm giác còn tốt hơn SM rất là nhiều anh em ạ. Cảm giác tốt hơn SM cũng như là con Summoner rất là nhiều, đam rất là dày. Mình nghĩ thì sẽ lượng đam nó sẽ cũng không ảnh hưởng quá nhiều anh em ạ. Max đam chắc là vẫn là 975
15k đam anh em, gần 1 triệu đam thôi, không lên nổi con số 1 triệu. Nhưng mà đam em nó một hit thì rất là dày, nhưng khả năng AOE thì miễn chê luôn. Rồi, để có được lượng đam như vậy thì nhân vật này đã được tăng Master Level 400 như thế nào thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về Master Level 400 anh em. Vì lượng đam em nó khá dày nên mình nói sơ chút là anh em có thể lưu ý có thể tăng vào 20 điểm của Attack Substrate Increase này để đi PVM, có thể nhé, anh em phải xem xét. Nhưng mà mình thấy thì cũng không cần thiết lắm, không cần thiết lắm anh em ạ. Bởi vì tỷ lệ mid đam của Illusion Knight là rất là nhỏ. Và ở đây mình lấy 10 điểm để hồi giảm khả năng hư hỏng của vật phẩm cũng như là trang bị đến người. Đó lại 20 điểm mắc ôn cho Agi và nhanh nhẹn và sức mạnh. Đó, mình còn một điều lưu ý nữa anh em có để ý không? Con tiệm của Illusion Knight nó mất rất là ít nên em có thể xem sẽ tăng 4 điểm vào hồi AG hoặc có thể không cần tăng cũng được anh em ạ. 1 điểm cũng được anh em ạ, không cần có nhiều đâu. Và ở đây mình sẽ tăng lưu ý anh em là tăng 20 điểm vào Mastering Weapon cũng như là 20 điểm vào Illusion Blade này thì nó sẽ tăng skill book của anh em, tăng đam skill book nha anh em, lên 100 ATK power ấy. Đó là những cái lưu ý mà mình muốn nói với anh em thôi. Còn lại tất cả thì mọi thứ giống như các nhân vật khác. Đám khá là dày nhưng mà rất dày luôn chứ không phải là khá nữa. Anh em nhìn là 4.6 rồi, KDA 0.6 đến dây kìa. Anh em nhìn cả cái video trước của mình thì các cái nhân vật khác đi trên cực kỳ là gọi là trai trật phải không anh em? Quái tát thì áo tụt thì hết rồi, nhưng mà nhìn Illusion Knight trên kìa, ôi dồi ôi, miệt chế luôn. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với map cuối cùng, map của những quái vật, đó chính là map Bloody Tarkan của season 18.2 nha anh em. Rồi mình cùng với anh em vừa đưa nhân vật đến map Bloody Tarkan, map cuối cùng của season 18.2. ui nhìn anh em nhìn nó clear quái kìa, không còn gì để bàn anh em ạ. Trời ơi, mình nghĩ đam thì nó sẽ không bị giảm đâu anh em ạ, vẫn là 978.000 đam thôi, gần 1 triệu đam thôi anh em ạ. Đó, 975 kìa anh em, vừa nổi lên kìa. Rồi, chúng ta sẽ đi đến với Master Level 800 nha anh em. Đối với bảng Master Level 800 thì chúng ta sử dụng skill Blade Storm nên anh em phải bắt buộc là tăng vào Blade Storm mở rộng. Và hàng đầu tiên là hàng tăng đam cho skill thì anh em sẽ tăng full. Và trên đây là bảng Master Level 800 của mình, anh em có thể xem và học theo. Ở đây thì có một điều lưu ý cho anh em là ở ô tăng start, tức là ô tăng full, tức là tăng điểm cộng thêm thì anh em phải tăng hết vào Agi cho mình nha. Và để có thể tăng được 40 điểm ở hai ô giữa này, như 40 điểm ở đây thì anh em sẽ phải bắt buộc tăng thêm một skill khác ở bên cạnh là 20 và 15 điểm thì anh em mới có thể mở khóa được. Đó, trên đây là bảng Master Level 800 và bây giờ mình để anh em sẽ cùng chiêm ngưỡng một chút về đam của em nó ở mặt cuối cùng này. Là 978.000 đam anh em ạ. Tiếp bộ đam ấy. Đó, 978.000 anh em.